Alo Alo, anh Hùng hả? <laughs> Đêm qua em mơ thấy anh Nên là em nhớ anh quá hả Ờ, à, anh đang bận Có gì khi khác anh gọi lại cho em nha Ờ, lần nào cũng vậy hết á Mà có khi nào anh gọi lại cho em đâu Hay là Anh có ai khác rồi Cho nên không có qua đây học nữa Em nghĩ sao cũng được Vậy nha Anh nói vậy là sao? Alo, alo Alo <laughs> Trời ơi <laughs> Alo Là Quang đây Sao mấy bữa nay Hà My không đi ôn thi Tôi không ôn thi thì kệ tôi Liên quan gì tới Quang Làm sao Quang kệ Hà My được Hạ My đừng có tự ái giặt như vậy có được không? Tôi tự ái giặt vậy á được không? Tôi không có xứng đáng làm bạn của Quang đâu. Quang đừng có làm phiền tôi nữa. Chị đã nghĩ ra cách để làm cho ông Trần Cương phải dở tim ra mặt chết giống như ba của mình. Bằng cách nào? Ông ta đã tuyên chiến với mình rồi thì mình phải làm cho công ty quốc đạt lớn mạnh đối với ông ta một trận trong trận chiến này hai chị em mình nhất định phải thắng không được thua hùng em đồng tâm hiệp lực với chị nha không dễ như vậy đâu <laughs> chị biết là không dễ dàng gì nhưng mà chị nhất định phải làm cho bằng được mà ngân hàng đã trả lời cho em chưa? Chắc mai hay mốt gì đó chị. Có tiền á, là mình phải nhập nguyên liệu liền. Nhất định phải mua giá cao hơn Trần Cương, để kéo khách hàng về. Lấy độc trị độc, vì mình không còn cách nào khác nữa. Em cũng tính bàn với chị chuyện này. Nhưng mà, chị phải chấp nhận, bớt lời lại một chút nha tất nhiên là phải như vậy rồi mình không thể nào bán phá giá được nhất là hàng giàu mỹ nữa chị yên tâm đi như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí điện nước và sản xuất em nghĩ là chắc không tới nổi đâu quyết định như vậy nha Vô đi. Mày... À... À... Khốn nạn. Ông là đồ khốn nạn. Nè, mặc chứ gì? Mày tới đây đưa mày hả? Mày vậy. <cười> 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 à, à, mày Ông về Ông về đâu <cười> <cười>

Cô... 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 Ông, ông Ông à Bình tĩnh đi Ông sao vậy hả Gặp ác mộng nữa hả Trời ơi Bà có ngủ Bà ngủ tỉnh giùm tôi một chút Tôi có mớ Bà đánh thức tôi dậy liền mà để lâu quá tôi đứng tim tôi chết sao tôi xin lỗi tôi mới vừa chợp mắt thôi mà Ông à Hay là ngày mai mình lên chùa Cầu siêu cho anh Quốc Đạt Xin ảnh tha thứ Người chết đã đành rồi Còn người sống thì sao Sao ông không nghĩ sớm hơn Bà Tôi nghĩ sớm hơn thì sao Đứng lại! mà lên đi ngủ đi tôi không muốn ngủ một mình đâu em định chia tay minh hương thật sao sao chị lại hỏi em như vậy minh hương gọi cho chị nó nghĩ là em phản bội nó chứ nó không tin em về kinh tế mà không sang đó chị nghĩ em nên giải thích cặn kẽ với minh hương đừng làm tổn thương nó tội nghiệp lắm chuyện của em em biết Chị không cần phải quan tâm nhiều đâu Em nghĩ là Chị nên suy nghĩ về tìm cách đối phó với Trần Cương Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn đó Má nghe điện thoại của chú Tư Hòa hả má? <laughs> Để con Mà má nè Mấy bữa nay hình như là Con thấy chú Tư Hòa có chuyện không vui phải không má Sao con lại nói như vậy Vậy ra Con và chú Tư Vẫn gặp gỡ về nói chuyện với nhau sao Không, không có gặp Mà thỉnh thoảng chú hay gọi hỏi thăm con thôi Ừ Chú gọi chú nói gì vậy con Thì đại loại là hỏi thăm Rồi nói con là Quán thù nên gỡ không nên buộc Ờ à khi con lo tương lai gì đó ờ ừ. má Hả? má chưa trả lời câu hỏi của con ờ ờ thì ờ... chú ấy đang có chuyện buồn lắm cô chú vừa mới ly dị nhau cái gì ly dị già cả rồi mà còn ly dị cái gì nữa chắc ly dị xong người đi lấy chồng người đi lấy vợ quá Trời. Đó là chuyện nhà của người ta Kể người ta đi Hừm. Quà hẹn Mai Anh ra đây Muốn nói gì thì nói đi Sao im lặng là sao Ờ Quà 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 muốn nói rằng uh, Quà yêu Mai Anh Mai Anh đồng ý nha Hừm. Trời đất ơi mai anh đã có người yêu rồi ờ, mai anh nói thật chứ mai anh nói thật mà là ai vậy <laughs> rồi quà cũng sẽ biết thôi ừ, thôi mai anh về nha mai anh <laughs> Ờ, tụi con. Chào má. Má đã mượn được của các cậu các dì tụi con một số tiền cho tụi con xây sở làm ăn. Nhưng phải hơn 10 ngày nữa mới tới con à. <laughs> Thiệt hả má? Ừ. Như vậy thì hay quá. Được bao nhiêu hả má? Ừ, khoảng chừng 5 hoặc 700 triệu gì đó. Trời, 5 700 triệu á, thì chỉ như muốn bỏ biển thôi. Đâu có làm được gì đâu má. Nhưng ở dưới quê, mấy dì mấy cậu con phải cầm cố đất đai nhà cửa thì mới được như vậy đó con vậy là tốt rồi ăn mày mà đồ soi gất kiếm đâu ra em nói ai ăn mày thì chị em mình chứ ai thôi mà chị em con đừng có cãi nhau nữa được không lúc này chị em con phải đồng tâm hiệp lực chung lưng đấu cật để mà gánh giác chứ các con làm sao thì làm đừng có để mất nhà mất cửa đất đai của mấy dì mấy cậu là chết má luôn đó chắc chắn sẽ không mất đâu má gia đình công ty của mình thành ra như vậy tất cả là tại ông trần cương chị hai chị nhất định phải làm theo kế hoạch của em chị đừng cản em nữa em tưởng rằng hạ mi sẽ dễ dàng nghe thôi lời của em sao em biết đó là không dễ nhưng như vậy không có nghĩa là không làm được nhưng mà còn gia đình của người ta nữa còn ông trần cương em cũng đừng đánh giá thấp ông ta em biết nhưng khi em có trong tay hạ mi thì em đã có vũ khí rồi em không được làm như vậy hạ mi là người vô tội trả thù mà trái tim bồ tát như vậy thì làm sao trả thù được vậy còn tương lai của em thì sao chẳng lẽ em định hủy hoại tất cả hay sao tương lai của em thì nói gì hả chị nếu như em không trả thù được ông trần cương thì chị nghĩ em còn sống nổi được hay không em nhất định phải làm cho gia đình của ông ta Trối ren mục rửa từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới tự hành hạ nhau mà chết thì em mới hả dạ được chị hai à với lại là chuyện này em nghĩ là chị đừng nên nhúng tay vào để em lo cho không được tuyệt đối không được em muốn làm gì ông trần cương thì làm không được động tới hạ mi nó là một đứa ngây thơ trong sáng chính vì sự ngây thơ trong sáng đó mà em muốn lợi dụng Hạ Mi Tốt nhất chị đừng cản em nữa Không Em mà không nghe lời là chị nói với má đó Bây giờ Con không thể làm gì trong lúc này đâu Má để cho con yên đi Yên là yên sao Hả Má không thể để cho con ngày nào cũng chìm trong men rượu Rồi quỷ hoại bản thân Quỷ hoại cuộc đời như vậy được con phải sống cho ra sống đừng có để má đau lòng thêm nữa hay là con đi nước ngoài học đi có thể như vậy con dễ dàng quên mỹ dung rồi dễ tha thứ cho ba hơn ngược lại đó má nếu mà con quay trở về bên đó là nơi đầy ấp những kỷ niệm của con và mỹ dung làm sao mà con quên được hả má vậy thì con đi anh đi pháp hay là đi đâu cũng được, miễn là con được khuây khỏa thôi. Và con tiếp tục xài những đồng tiền, giờ bẩn của ba hả má? Còn lại như vậy nữa rồi. Còn cứ như vậy hoài. Ba đuổi cả ba má con ra ngoài đường đó. <laughs> ba muốn đuổi thì ba đuổi đi. Khổ quá. Con cứ bướng bỉnh như vậy rồi má làm sao đây? Con xin lỗi má. Nhưng thật sự, Bây giờ con cũng không muốn sống trong ngôi nhà này nữa Nếu vậy thì con cứ đi đi Má không cần con nghĩ tới má hay tới em gì hết á Đi đi Nếu má đã nói vậy Con cũng không còn gì để níu kéo nữa Trật Tấn Trật Má nói tới như vậy rồi mà con cũng đi thiệt hả? Con xin lỗi má. Con muốn má chết con mới vừa lòng hả? Má ơi, nhưng mà con đi không phải là vì má đâu. Má biết rồi, nhưng mà con ích kỷ lắm. Bây giờ tụi con lớn hết rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Con có thể bỏ nhà đi. Hạ Mi cũng có thể bỏ nhà đi, còn má, má có bỏ nhà đi được không? Hả? Cái gì? Nó muốn đi hả? Cứ để nó đi đi Nhưng tao nói trước Một cắt một xu cũng không cho Đi ra ngoài á Kiếm tiền Biết giá trị đồng tiền như thế nào Còn ba nữa Nếu không nghe lời tôi á Thì đừng có trách Có giỏi á Thì đi đi Đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa Tao coi như cái nhà này không có mày Hiểu chưa? Ba Ba mà đuổi anh hai đi á Con cũng đi luôn Cái gì? mày cũng muốn đi hả? Đi đi, đừng có thách tao, đồ bất giải, đi, đi hết đi, 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 đi. Hà My, Hà My. Con chịu hết nổi rồi, má phải hiểu cho con chứ. Con chịu hết nổi chứ má có chịu nổi không? Sao con không nghĩ cho má Cái gì nữa đây Mai Quang đến đón mi Đi xem địa điểm thi nha Tôi không có đi đâu hết đó Quang đừng có đón tôi Đừng có làm phiền tôi nữa Quang xin lỗi Tại vì Quang muốn quan tâm thấy mi thôi à Tôi không có mượn Vậy nha Tôi đang bận Con thiệt hết biết rồi bạn bè người ta quan tâm lo lắng cho con Không cảm ơn thì thôi Còn nặng nhẹ người ta là làm sao vậy? Không có phải như má nghĩ đâu Nó thương hại con thì có Thương hại mà lo làm hồ sơ dự thi đại học cho con Rồi còn dục con ôn thi nữa Con đừng có mặc cảm chuyện của ba Rồi nghĩ ai cũng coi thường cũng thương hại mình Như vậy không có tốt đâu Nhưng mà con không có muốn chơi với bạn bè như vậy Má đi ra ngoài đi Hà My Con không có muốn yeah. nghe nữa má nói là con không được đi đâu hết nghe chưa vậy thôi được rồi con muốn làm gì làm đi nhưng mà có gan làm thì có gan chịu nha má nói trước má không đưa con một đồng nào hết ừ. Người gì đâu mà lì lợm dễ sợ luôn á Đen hả? Gọi đi Đen gì đen hoài bây giờ sao ta mình đi thì được rồi đó nhưng mà má không đưa tiền lấy gì mà sống rồi còn anh hai nữa trời ơi làm sao bây giờ ủa <laughs> à, anh quốc hùng gọi cho mình vậy mà nãy giờ mình tưởng là quan gọi mà ảnh gọi cho mình chi vậy mình có nên gọi lại cho ảnh không không lỡ như mà ảnh có ý đồ gì với mình thì sao má ơi má ơi má má ơi cái gì mà ồn vậy má có gì không anh quốc hùng gọi cho con là anh sao vậy má nó gọi cho con hả dạ nó nói gì anh ấy gọi mà con không có biết bây giờ con mới thấy cuộc gọi nhở nè không biết là anh có mục đích gì nữa con lo quá à con coi chừng nha nó dụ đi đâu đừng có đi đó con biết rồi ờ mà nè dạ tấn trực nó có gọi điện cho con hay là con gọi điện cho nó nói anh hai con về nhà ở đi cha mẹ chém con chém đằng sống chứ ai chém đằng lưỡi Sao má không gọi cho ảnh mà má kêu con gọi cho ảnh? Má chưa có muốn nói chuyện gì nữa. <laughs> Vậy là má muốn chém đằng sống chứ gì? đó cậu coi đi căn hộ này á có một phòng ngủ phòng khách với nhà bếp uhm, tôi cho thuê tháng 7 triệu mà có tiện nghi đầy đủ luôn á cậu chỉ cần sách quần áo vô lỡ được à, à, dạ à, em đồng ý thuê căn hộ này nhưng mà à, nói thiệt với chị à, chị có thể bớt cho một chút được không tại vì à, em cũng là sinh viên vừa mới ra trường thôi chưa kiếm được việc làm nên trước mắt cũng còn khó khăn lắm. Ừ, bớt thì tôi không có bớt được, nhưng mà thôi nghe cậu nói vậy thì tôi không có lấy tiền cọc của cậu mà cậu phải trả trước cho tôi á tháng nào trả trước tháng đó nha. À, như vậy thì hay quá, à, cảm ơn chị nhiều nha. Ừ, ừ ở đây á nói thiệt là an ninh á với lại điện nước rất là tốt, mà à, lại dạ. ở gần chợ, quán xá cũng gần, ăn uống tiện lắm cậu. À, vậy thì hay quá dạ em gửi chị ừ nè đây đây chìa khóa của cậu tôi đi về nha dạ cảm ơn chị ừ. có thù thì ai không muốn trả thù nhưng trả thù như thế nào kìa vậy bây giờ con hỏi má con phải trả thù bằng cách nào đi? dùng vũ lực thì má cũng cản dùng đòn tâm lý á hay là tình cảm gì má cũng cản má lúc nào cũng khuyên con là quán thù nên cởi không nên buộc con xin lỗi má con cởi không được đâu má hiểu nỗi lòng và tâm trạng nôn nóng muốn trả thù của con nhưng con trả thù bằng cách đó là không được con à điều này chị con nói rất đúng đó quốc hùng nhưng mà làm sao mà con yêu thương hay là chung sống với hạ vi được mà má với chị phải lo nhưng mà chuyện tình cảm không thể nói trước được như vậy. Hơn nữa, chị với má nhìn thấy em gần gũi con gái của kẻ thù đã chịu không nổi rồi. Em phải hiểu cho tâm trạng đó của chị với má chứ. Con không nên đánh giá thấp đối phương. Ông ta sẽ nhìn ra mưu đồ của con ngay. Mỹ Dung và Tấn Trực tình cảm sâu đậm như thế nào, mà còn cắt đứt, huống chi là con với Hạ My. Không ai đang hận thù cha mà đem lòng yêu thương con gái ông ta được. Một kẻ đầu óc thiển cần nhất mà người ta còn nhận ra dẹp dẹp ngay ý định đó đi con còn nếu như con không nghe lời má má sẽ đem ý đồ của con báo cho hạ mi biết má em đừng trách chị đã nói chuyện này với má tại vì chị nói em không nghe nên chị phải nhờ tới má thôi <laughs> em không trách chị đâu em chỉ ân hận khi nói với chị thôi không Làm sao đây con Không sao đâu má Alo Ừ là em đây Ờ à, có gì không Em đang thực tập ở bệnh viện Em biết anh bỏ nhà ra ngoài để tự lập Cho nên em gọi điện thoại cho anh Để nói chuyện cho Khoai khỏa. Sao thông minh biết tôi đã đi ra khỏi nhà Thì tại em có gọi điện thoại cho bác gái Bác gái có nói với em là anh bỏ nhà đi như vậy làm bác buồn lắm đó. Thì ra Thu Minh vẫn thường nói chuyện với lại má của tôi sao? À, dạ cũng không, nhưng đôi lúc có, tại vì em rất là quý hai bác. Ờ, à, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Thu Minh đã quan tâm. À, nhưng mà tôi nói thật là bây giờ tôi không có tâm trí gì để có thể nói chuyện với Thu Minh hết. <laughs> anh có nên buồn bã quá như vậy không tất cả chỉ là số phận thôi anh à kể cả cái chết của ba mỹ dung cũng là do số phận mà thôi anh đừng có quy tội cho ba anh như vậy để rồi hai cha con cứ tranh cãi với nhau một <laughs> bác sĩ tương lai như thu minh vậy mà cũng tin vào số phận sao em tin chứ vì có rất là nhiều điều khoa học vẫn chưa giải thích được mà anh nhưng mà anh đã thuê được nhà chưa anh có cần em giúp gì không ờ à, cảm ơn thu minh tôi đã thuê được nhà rồi ừ vậy anh gửi cho em địa chỉ đi rồi khi nào rảnh rỗi em ghé thăm anh được không à, nhưng mà à, nhà của tôi thuê không có số và không có địa chỉ Lạ, anh không muốn em đến chơi chứ gì à, thôi đủ rồi vậy à, tôi cúp máy nha anh chú nói sao tìm người hại ông trần cương từ trong ruột hại ra đúng như vậy đó là thượng sách muốn trả thù ông trần cương không có gì cao kiến hơn phải đánh ngã ông ấy trước hết bằng kinh tế dạ con cũng nghĩ như vậy không đơn giản vậy đâu về phương diện này Ông ta là cáo già rồi Chú biết Những nơi xà quyệt tưởng chắc chắn nhất Lại là nơi sung yếu nhất Cứ nghe lời chú đi Nhưng Ai có thể giúp mình làm được điều đó hả chú Chú nghĩ Người đó chính là kế toán trưởng của ông ta Ý chú muốn nói là Con phải quen thân với cô ta Tha về với Hạ mi hả Không phải nếu như cháu ra mặt làm thân với cô kế toán trưởng của ông ta thì khác gì, lại ông tôi ở bụi này. Hơn nữa cô ấy đã có chồng con rồi, vậy bây giờ cô phải làm sao? Các cháu phải mua được cô ta bằng bất cứ giá nào. Anh Kiện, có phải người anh định nói là cô Tịnh không? Đúng là cô ấy đó chị. À, vậy thì tôi biết cô này rồi. Cô ta là người tin cậy nhất của ông Trần Cương. Trước đây khi hai gia đình có dịp đi ăn chung Ông Trần Cương Ông lúc nào cũng mời cô ta đi theo Đúng như vậy Cô này biết rõ mọi việc làm ăn của ông Trần Cương Còn hơn cả vợ ông ấy nữa Nếu như vậy thì Mua chuộc được cô ta Cũng đâu dễ dàng gì đâu chú Thì chú nói có dễ đâu Nhưng chúng ta quyết tâm Làm cho ông Trần Cương Phải dở tim ra mà chết Thì không còn con đường nào khác Tuy nhiên Phải hết sức bí mật Dạ Con hiểu rồi cảm ơn chú con nghĩ sao hả quốc hùng thì uh, cứ làm theo chú bác kiện nói cũng hay ừ em không đi không phải là vì em không muốn ra khỏi nhà mà em đi rồi á tiền đâu mà tiêu xài rồi còn tiền tiếp tế cho anh hai nữa anh không cần đâu rồi um, anh sẽ kiếm được việc làm mà kiếm được việc làm anh hai tưởng dễ lắm hả rồi chưa tính nha lỡ như mà anh kiếm được việc làm đi lương một tháng năm tới bảy triệu đủ cho anh trả tiền thuê nhà không rồi tiền anh tiêu xài nữa làm chi không lẽ lương tốt nghiệp ở đại học nước ngoài về mà lại thấp như vậy sao <laughs> anh hai không tin hả không tin thì anh hai đi làm thử đi rồi biết không sao đâu có ít thì mình sẽ ít người ta sống được thì mình cũng sống được làm giàu thì mới khó chứ uh, làm đủ ăn anh làm được mà <laughs> anh hai thôi bỏ đi anh hai từ lúc anh hai đi á má buồn dữ lắm má kêu em qua đây kêu anh về á ừ, thật ra là má cố tình là mặt giận anh hai vậy thôi chứ má mong anh hai dữ lắm về đi Bé My à em hãy chăm sóc má giùm anh nha một khi anh đã ra đi anh không thể nào trở về như vậy được ít nhất anh phải có được sự nghiệp vững vàng khi đó anh mới có thể quay về được anh hai lại sĩ diện nữa chứ gì không phải là anh hay sĩ diện mà là anh muốn cho ba biết không phải suy nghĩ của ba lúc nào cũng đúng ba đừng nghĩ vào đồng tiền của ba nữa đồng tiền không phải là tất cả nhất là không thể nào thay thế được tình thâm và hạnh phúc gia đình em à mời vào. Dạ chào giám đốc, mời anh. Dạ, ừ, ngồi đi. Dạ, đây là hồ sơ xin việc của anh. Được rồi. Dạ chào giám đốc. Theo tôi được biết thì công ty mình đang tuyển nhân viên, cho nên hôm nay tôi đến đây để nộp hồ sơ nhận tuyển. À, uhm, theo lý lịch thì anh là con của đại gia thủy sản Trần Cương. Sao anh không về làm việc với ba anh mà mà phải đi sinh việc? À, tại vì tôi muốn tự lập và muốn thử sức mình à. Anh trả lời rất thông minh đó, nhưng có vẻ là không thành thật lắm. À, sao giám đốc này nói như vậy à? Là tôi có cảm nhận như vậy thôi. À anh tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính ở mỹ mới về với tấm bằng hạng ưu anh đúng là người mà chúng tôi đang rất cần nhưng để tôi trao đổi thêm với bạn giám đốc rồi sẽ trả lời với anh sau được không dạ dạ được ạ tôi sẽ đợi ạ ừ. rất mong được làm việc kia ạ được rồi gặp lại tôi sau xin phép ừ. ừ cảm ơn cô nhiều hả mi con đi đâu đi hoài vậy ngồi xuống đây thì con đi chơi chứ đi đâu má chứ không lẽ má bắt con ở nhà ăn rồi ngủ rồi buồn tới chết hả hay là con vô công ty ba đi làm ừ? lễ tân hay làm văn phòng gì cũng được cũng có niềm vui sống vậy niềm vui như ba hả má nè nói năng ba ngày được là chết á Lớn rồi ừ. nha, nói năng phải suy nghĩ nha, không phải muốn nói gì nói. Ai gọi nữa, mới vừa về đó. Con đâu có biết đâu, phải con mới biết được chứ. Má. Anh Quốc hùng gọi nè, thôi không nghe, không nghe. Không nghe luôn, tắt đi. Ừ. Nè, con đổi số điện thoại đi. Không nghe thì thôi chứ tự nhiên đổi số điện thoại làm gì má Mà má cũng không hiểu làm sao nó gọi cho con hoài để làm chi không biết nữa Má Hả Muốn biết không Muốn biết là mình phải nghe má mới biết được Nè 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 ảnh gọi lại nè Nghe không Alo Hà My hả Là anh đây Gọi cho em có chuyện gì không Anh thấy buồn quá Anh muốn gọi điện thoại cho em Mà không biết nên nói gì hết ờ, ừ, ừ. à, Vậy thôi em cúp máy nha Ờ khoan đã Hà My à Giá như quay lại những năm tháng trước đây Thì hãy biết mấy phải không em Ừ Em cũng nghĩ vậy á Như vậy Anh với em đã đồng cảm với nhau lắm rồi anh cảm ơn em đã nói chuyện với anh. Thôi, anh cúp máy nha. Dạ, bye bye anh. nó nói gì vậy? Ảnh lạ lắm má. Con tưởng là ảnh gọi cho con, rồi ảnh sẽ đùng đùng nổi giận, trút hết cái nỗi hận thù của ảnh lên người của con. Mà không có. Ảnh gọi rồi ảnh nói cái giọng điệu rất là nhẹ nhàng. Ảnh nói nào lạ hả? Ờ, anh không biết phải nói cái gì. Rồi nào lạ hả? Anh ước gì mình được trở lại thời gian hồi còn nhỏ. Vậy á má. Không có hung dữ như lúc giác giao tới nhà mình. Sao lạ vậy ta? Ừ, lạ lắm. bước đầu cứ vậy đã Gì nữa đây? Hạ mi đừng có khó khăn với Quang như vậy nữa có được không? Có gì Quang nói đi, đừng có giọng do nữa. Sắp tới, Quang lên đường đi du học. Quang có tổ chức một buổi liên quan để hợp mặt, chia tay bạn bè. Quang mời Hạ mi cùng đến chung vui được không? Ừ. Cảm ơn Quang, nhưng mà mi xin lỗi nha, My không tới được đâu. Ừ, sẵn tiện, My chúc Quang lên đường vui vẻ và gặp nhiều may mắn trên con đường mình chọn. Vậy nha, gấp mái á, qua đây làm dáng ừ, với tao mày trời ơi đang đua mà gọi chi vậy để lên đi cho nè ủa đâu rồi alo alo hà mi hả là anh đây ừ, hết máu. anh gọi em có chuyện gì không em đang bận á ờ uhm, anh xin lỗi đã làm phiền em không hiểu sao tự nhiên anh là nhớ những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa mình quá Thực ra là Anh gọi điện thoại cho em Chỉ muốn nói chuyện thôi Chứ không gì hết ừ, Em đang bận hả Vậy thôi Anh xin lỗi đã làm phiền em nha dán có chuyện này tôi muốn hỏi mai anh nhưng mà nếu có gì đó không phải mai anh bỏ qua giùm cho nha, cứ đừng giận tôi nha. Có chuyện gì mà quan trọng dữ vậy anh? Không hiểu sao mà khi tôi gặp quốc hùng tôi thấy có cái nét gì đó ngờ ngợ quen quen giống như là một người thân nào đó ở trong gia đình của mai anh nè. À, thì bà con Giống nhau là chuyện bình thường thôi mà anh Nhưng mà tại sao Anh lại quan tâm tới chuyện này à, Không có gì đâu à, Đúng ra thì cũng không nên hỏi điều này Ừ à, Mà có chuyện này Tôi muốn nói với anh Từ đây về sau Anh nên hạn chế tới đây Tôi không muốn các con tôi và mọi người hiểu lầm khi chồng tôi vừa mới mất Anh xin lỗi Vì anh quá yêu em Cho nên anh không kiềm chế được Anh rất là buồn Vì ngày mai Chúng ta phải xa nhau rồi Nếu yêu em Anh phải giữ cho em chứ ừ. Nhất định Anh sẽ cưới em Anh đi tu nghiệp nước ngoài 2 năm về Chúng mình nhất định sẽ cưới nhau Nhưng bà má anh không chịu Thì sao mình cưới anh anh nhất định sẽ thuyết phục ba má anh để cưới em nếu như ba má anh không đồng ý anh vẫn cưới em bởi vì anh có quyền quyết định hạnh phúc và cuộc đời của anh mà em thôi quyên đợi anh về nha vậy mà tại sao lúc anh về em lại bỏ đi xa rồi tại sao ông trời lại nở đối xử với chúng ta như vậy hả em em không biết chứ nhiều khi anh muốn đến nhà để gặp em để anh và em vui vẻ như ngày xưa nhưng mà anh không dám sao em cứ im lặng như vậy hoài vậy em không tin anh hả nói vậy á là anh không có căm thù và khinh ghét em hả tại sao anh phải căm thù và khinh ghét em chứ dạ anh tấn trực cũng có tội gì đâu mà chị mỹ dung cũng giận và căm thù anh ấy đó nhưng anh và chị ấy mỗi người có một suy nghĩ và mỗi hoàn cảnh khác nhau mà em mà thôi mình đừng có nói chuyện này nữa được không anh và em bây giờ cho tất cả những chuyện đó vào quá khứ đi em chúng ta mãi là anh em tốt của nhau em có đồng ý không ừ, anh đang nói thiệt hả anh nói thiệt anh việc gì phải nói dối em chứ em không tin anh sao khi chưa hiểu chuyện thì thực sự là anh rất tức giận ba em thậm chí là anh còn giác giao đến nhà của em nhưng mà bây giờ anh đã hiểu ra rồi tất cả là do số phận thôi mà em em sao vậy sao lại im lặng nữa rồi à hay là để khi khác anh em mình sẽ nói chuyện đi chơi rồi ăn uống gì đó rồi mình sẽ nói chuyện với nhau nha em sao em có đồng ý không sao im lặng vậy ừ có gì á anh nói qua điện thoại luôn đi em không có rảnh đâu em bận hay là em không tin anh chứ anh không tin là em bận đến như vậy đâu nếu vậy anh phải làm gì để em tin anh đây anh xin đem đó, Hạ My. em đó hà mi em đừng như vậy với anh mà có không Cô đang nói chuyện với Hạ mi phải không má đã nói ừ. biết bao nhiêu lần mà con vẫn không nghe má con vẫn còn liên lạc với hạ mi con muốn má Mình... tức chết hay sao trả thù cũng không phải trả thù như vậy con mà làm hai cuộc đời hạ mi thì má sẽ không tha thứ cho con đâu má à má đừng thánh thiện quá rồi nhầm lẫn có được không hả ai ăn được đồng tiền của ông ta cướp được từ trong ngôi nhà đó đều là kẻ thù của con hết đều có tội hết má nên biết là như vậy không đúng Đồng tiền không có tội Mà tội là ở người đã chà đạp lên tất cả Để có nó kìa Vậy tại sao Má ngăn cấm chị Mỹ Dung lấy tấn trực à. Đó là chuyện khác Nếu như Mỹ Dung lấy tấn trực Không những làm vợ tấn trực Mà còn phải làm dâu, Làm con của gia đình kẻ thù đó Con hiểu không Con phải phân biệt rõ ràng chứ Con không cần biết Khi nào ba cô sống lại Nó là sẽ không cấm thù gia đình đó nữa Con sẽ nghe lời má tại sao lá thư đặc danh này nằm trong cái nhà này bà thanh an bà thanh an đâu bà đâu rồi tôi đây nè cái gì mà gọi dữ vậy tại sao lá thư này nằm trong nhà này thư thì bưu điện gửi tôi để đó cho ông đọc mà bà coi đi thư nặc danh đe dạ ông hả đó vậy mà bà nói thằng quốc không nó điện cho con hà Mì nó nói là không thù không quán gì nữa có tin được không nè bà nói với con hà My á dẹp yep. từ đây trở đi á không điện thoại qua lại với quốc hùng nữa phải cảnh giác đó coi chừng cửa nẻo cẩn thận con xong rồi con lên phòng trước nha hùng em ngồi xuống đó đi chị có chuyện muốn nói với em có chuyện gì nữa vậy chị hai tại sao chị với má đã nói em rồi mà em còn gọi điện cho hạ mi hoài vậy ờ à, thì ờ à, à, mà thôi má với chị hai đã nói vậy rồi á thì em không gọi cho hạ mi nữa không trả thù gì nữa hết được chưa không có tình nó được đâu má ừ. Em tới chơi hả? Trời đất ơi anh hai Anh đang uống như vậy hả? Sao sống được? <laughs> em đừng có nói quá Bao nhiêu người còn đang chết đói kìa Em biết Nhưng mà anh khác Người ta khác chứ Anh đi ra Tránh ra tránh ra Nè Em để tiền cho nó ở đây Anh không biết hả Anh biết Nhưng mà Em đưa về trả cho má đi Anh không cần đâu Anh đã có việc làm rồi Có việc làm Anh xin được việc nhanh vậy hả Anh làm gì vậy Ở đâu Sao nhanh vậy được vẫn chưa có công ty nào gọi cho anh hết Hả? Cho nên là tạm trong thời gian này Anh dịch sách thuê để kiếm sống Trời đất ơi Sao mà cơ cực vậy anh? Anh hai ừ? Hay là về nhà đi anh Ba má giận nó vậy thôi Chứ mong anh về lắm á Anh không về đâu Nếu có về anh phải có được sự nghiệp vững vàng thì anh mới về ờ à mà nè em không có được nói cái chuyện anh về sách thuê cho ba má nghe nghe chưa em biết rồi anh đừng có ăn cơm này nữa ăn cơm này sao đủ sức khỏe nè tiền má cho nè anh lấy xài đỡ trước đi má nói á tiền này là tiền tiết kiệm của má chứ không phải tiền của ba đâu tiền ở đâu á cũng là tiền của ba má thôi anh muốn sống bằng chính đồng tiền của mình kiếm ra được nhưng mà bây giờ á Em mà cầm tiền này về á Má là em chết luôn á Vậy thì thôi Em cứ giữ đó đi Nhưng anh không xài tới đâu Ờ à mà nè ừ? Dạo này Quốc Hùng còn gọi cho em không Có chứ Nhưng mà hả Em không có tin anh ta được đâu Anh ta hả Một mặt nói chuyện ngon ngọt với em mà còn lại hả Viết thư đặt danh đe dọa ba đó Có chuyện như vậy nữa hả như vậy á anh ta là con người hai mặt mà người hai mặt á thì đâu có đáng tin đúng không anh hai nếu mà là thư nạc danh thì làm sao biết được thư đó là của quốc hùng không phải anh ta thì là ai không lẽ chị mỹ dung hay là bác tư gái tất cả chỉ là phỏng đoán thôi cũng chưa khẳng định được chắc chắn đâu em à nhưng mà thật sự em cần phải cảnh giác chú quốc hùng anh thấy trong mắt của cậu ấy còn nhiều sự thù hằng lắm em biết rồi ờ mì nếu quốc hùng có gọi cho em á em có thể uh, xin cho anh số điện thoại của mỹ dung được không um, anh không có lưu số của chị ấy hả ờ um, mỹ dung đã đổi số điện thoại lâu rồi mà chị ấy đổi số điện thoại như vậy mà không có nói cho anh biết <laughs> có nghĩa là chị ấy không muốn nói chuyện với anh nữa vậy thì anh xin số làm gì ờ à, thôi được rồi à, anh cũng không cần số mi dung đâu ờ ừ. à, mỹ dung à em đổi số điện thoại mà không cho anh biết? Tại sao em lại lánh mặt anh chứ? Tại vì tôi không còn gì để nói với anh nữa. Không lẽ... Lòng hận thù của em đối với ba anh Còn lớn hơn cả tình yêu của chúng ta hay sao hả Dung Chồng Thì tôi có thể lấy người khác Nhưng mà cha Thì không ai có thể thay thế được Dung Dũng à Để cho chị tôi yên đi Nếu không Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu rồi mày mày tao đá gấp đi gào chơi chơi trời sợ gì mày mày đặt đi vô 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 thành nha vô thành nha cái phật bê ca lên ừ bật bê ca lên nha, lớn đã nè anh nói là không cầm thù ba em sao vừa nói ngon ngọt với em vừa viết thư đặt danh đe dọa ba em vậy hả em nói cái gì vậy thư đặt danh đâu? anh đừng có tưởng là em khờ nha anh đừng có giả nai với em nha từ nay đừng có gọi cho em nữa Em không có nghe máy đâu Alo. Alo Alo Vô đi Chị hai, có phải chị viết thư đặt danh do ông Trần Cương có phải không? Thư nạc danh? Không phải chị. Viết thư đặt danh cho ông ta thì cũng đâu có tác dụng gì đâu. Tại sao chị lại phải viết? Nhưng mà ai nói với em như vậy? Ờ, thì em nghe động loán thoáng thôi. <laughs> em vẫn gọi điện cho Hạ My đúng không? <laughs> ờ, đâu có đâu chị. Thôi em về phòng nha.

Alo? Em ơi, em dịch xong chưa? Ờ, à, oh, chị đó hả? Dạ. <laughs> à, cũng sắp xong rồi chị. Trong ngày mai tôi sẽ giao chị nha. Ok, tự nhiên khách hàng cần gấp á. Chứ chị không có hối em đâu. Cố gắng nhanh cho chị nha em. Dạ, dạ tôi biết rồi. Cảm ơn chị. À, chị ơi. À, nhưng mà tôi dịch xong cuốn này. Còn cuốn nào khác không chị? Ờ hiện giờ thì chưa có, nếu mà có khách đặt hàng á thì là chị sẽ ưu tiên cho em trước. Dạ em ha. Dạ, vậy ờ uh, cảm ơn chị. À. Uh. Chào chị. Chào em nha. Dạ. <laughs> chị Hai à. Hay là mình bán nhà với lại bán xe đi chị nhà thì ngân hàng đang cầm nhưng mà nếu bây giờ mình bán đi á trả vốn và lời cho ngân hàng em nghĩ là chắc cũng còn dư được một khoản đó bán nhà rồi mình ở đâu đi vô công ty mở không thể làm như vậy được nếu như mình làm như vậy mọi người sẽ biết là mình đang khó khăn khách hàng sẽ đến đòi nợ thì mình phải làm sao nhưng nếu mà chị á cứ mượn đầu này rồi đắp đầu kia thì sẽ không trụ được lâu đâu chị nếu mà chị làm như vậy á là thiệt hại sẽ rất lớn từ các khoản tiền lời khống thật sự không còn cách nào khác nữa hay sao công ty quốc đạt không thể để phá sản được đó là tất cả những gì mà ba để lại cho hai chị em mình em hết cách rồi đó tất cả đều do ông trần cương em thề sẽ không đổi trời chung với ông ta alo là em đây anh đang ở đâu vậy ờ um, uh, tôi đang đi công chuyện thu minh gọi tôi có gì gì không ừm, um, dạ cũng không có gì em muốn rủ anh đi cà phê cho vui mà anh bận rồi á thì thôi um, bữa khác em sẽ gọi lại ờ uh, chào thu minh thế này thì điên thật. Tụi mày muốn chết thì tao cho tụi mày chết. Nói vậy là anh tính về Việt Nam đầu tư thiệt sao? Đúng vậy. Anh có cổ phần ở ngân hàng quốc tế, có chi nhánh ở Pháp và Hồng Kông. Sao anh lại không về nước đầu tư được Vừa ít nước vừa lợi nhà đúng không đâu <laughs> Vậy thì hay quá Vậy anh tính khi nào sẽ triển khai kế hoạch này ừ, um, Chừng nào Em học xong về nước Anh sẽ cùng về với em được không um, Tại sao lại phải chờ em học xong Rồi mới về nước ừ, um, Anh muốn em Làm quản lý Ngân hàng cho anh em tính là sau khi học xong em sẽ về phụ ba em quản lý công ty chế biến thủy sản lẽ nào em không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao em xin lỗi em đã có bạn trai rồi em chỉ xem anh như một người anh trai thôi à vô đi dạ chị và anh quốc hùng có giấy mời của công an ạ à? cái gì công an mời tôi và quốc hùng dạ ừ. xin phép chị sao lại có chuyện này chẳng lẽ quốc hùng nó lại gây ra chuyện gì nữa rồi <laughs> Dịch cuốn sách mỏng dánh như vậy Không biết mình được bao nhiêu tiền đi Giá như mà Mình có công việc làm ổn định Rồi sau đó mình sẽ dịch sách thêm nữa Mình cũng sẽ sống được Chào anh Tôi đến theo lời mời của các anh Mà anh chị ngồi Dạ, em gửi anh. Ừ. ờ <laughs> ừ. sao thu minh biết tôi ở đây mà tìm ừ em nghe bác gái nói anh ở đây bộ anh không tính mời em vô nhà hả ừ ờ à. thôi mình vào nhà đi ờ <laughs> à. thôi mình ngồi đi anh đang đọc sách này hả? À, um, tôi đọc sách để giết thời gian thôi mà. mà hôm nay thu Minh sang đây gặp tôi có gì gì không? Ừ, bộ có chuyện gì thì mới được gặp anh hả? cảm ơn thu minh. nhưng mà tôi chỉ muốn ở một mình thôi. ngược lại á em lại nghĩ khác. khi mà mình buồn á thì mình cần phải có người thân, bạn bè bên cạnh để chia sẻ nỗi buồn. nếu không á là sẽ dẫn đến trầm cảm là không tốt cho sức khỏe đâu nha Nhưng mà nỗi buồn của tôi Không ai có thể chia sẻ được đâu Không đúng Bất cứ điều gì cũng có thể chia sẻ Nhất là đối với người thân Hay là bạn bè Mà thôi Hay là mình đi ăn đi Hôm nay em kết thúc buổi thực tập ở bệnh viện á Với lại em cũng chưa ăn gì À, em đói quá à? ừ, vậy anh đi ăn với em nha anh vui buồn gì á thì mình cũng phải ăn chứ đúng không nha đi ăn với em đi tụi mình đi ăn đi tôi không có đói ừ. anh không có đói bụng á thì anh cũng phải đi ăn với em cho em vui anh mà từ chối á hả? là em buồn lắm đó đi ăn với em nha đi đi ăn với em đi Đi, đi mà ừ. Đi Đi Nhưng mà ờ. <laughs> <laughs> Tưởng chuyện gì Quá ra là vì chuyện thư đặc danh Mà ông Trần Cương tố chị em mình lên công an Mà kể ra Người nào nghĩ ra chuyện này cũng rất là hay Đã làm cho ông ta Mất ăn mất ngủ Lo lắng không yên chứng tỏ là ông ta có nhiều kẻ thù hơn mình tưởng vậy thì người dấu mặt này cũng rất là hay làm cho ông ta chỉ mũi nhọn về chị em mình chị hai à hay là mình nên tìm xem họ là ai rồi mình hợp tác để trả thù ông trần cương chị cũng nghĩ như vậy nhưng mà có một điều em băn khoăn là tại sao họ không tìm tới mình Họ cũng thừa biết là ông Trần Cương chính là kẻ thù của chị em mình, hay là họ không tin, hay không cần mình hả chị? Điều này á phải đợi mình tìm ra người đó là ai thì mới có câu trả lời được. Là má. Alo, con nghe nè má. Sao giờ này tụi con chưa về? À, à, dạ, hôm nay tụi con bận chút việc nên là về trễ. Má cứ yên tâm đi, không có gì đâu. À. Má đừng có lo. Dạ, về nhà <laughs> vậy nha má. Về trễ một chút là má lại lo. Má lúc nào cũng lo lắng. Thôi, <laughs> Thôi đi. mình về đi. alo tôi nghe nè anh nói gì không phải chị em nữa thì là ai tôi làm gì có kẻ thù nào khác đâu tôi biết rồi nhưng mà tôi lấy đâu ra bằng chứng bây giờ tôi nhờ các anh tốn kém bao nhiêu cũng được được nhờ các anh giúp tôi tôi tin cậy vào các anh à đúng như vậy chào anh vỏ quýt dày Sẽ có móng tay nhọn Em nghĩ là Mình nên tuyên bố phá sản đi Những gì mất thì cũng đã mất rồi Những gì còn mình sẽ giữ lại Để gây dựng lại từ đầu Vậy còn danh dự của ba và gia đình mình thì sao Em tưởng là người chết không cần danh dự sao Vậy đừng có sĩ diện như vậy nữa được không Chứ càng như vậy càng lún sâu thêm thôi Chị phải chấp nhận sự thật đi chứ Bộ chị tưởng Em không đau lòng khi nói ra hả Chị đã có cách rồi Cách gì Cách gì Thì bây giờ chị chưa nói được Trừ khi chị có gan cướp nhà băng nè anh an hai mình dù sao cũng vui hơn một mình đúng không anh anh trượt. anh đừng có để nỗi buồn làm ảnh hưởng tới sức khỏe chứ em nói thật sai lầm của anh á là anh đã quá cường điệu nỗi đào của mình lên đó thu minh nói như vậy là sao chứ thì đó thứ nhất á chuyện của ba anh là chuyện ở thương trường thứ hai á chuyện mỹ dung chia tay anh cũng là chuyện đương nhiên thôi nếu như mỹ dung không chia tay với anh á thì liệu rằng hai gia đình có đồng ý cho hai người kết hôn với nhau không và liệu rằng anh và mỹ dung có sống hạnh phúc với nhau trong hoàn cảnh đó hay không vậy thì chuyện mà anh đang đau khổ như vậy liệu có đáng hay không thúc minh không hiểu hết được câu chuyện đâu ờ à, thì cứ cho là em không hiểu đi nhưng mà nhìn thấy anh đau khổ như vậy á em không có cam tâm chút nào hết em không thể nào chịu đựng được khi mà nhìn thấy anh cứ đau khổ nhằn vặt mình như vậy hoài Em không muốn nói xấu người thứ ba đâu. Nhưng tình yêu của Mỹ Dung dành cho anh như vậy có thật sự là sâu nặng hay không? Nếu như tình yêu đó thật sự là sâu nặng, không thể sống thiếu nhau, không thể tách rời nhau thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mỹ Dung cũng không được bỏ cuộc và bảo vệ tình yêu của mình để vượt qua hết mọi chuyện. bạn bè khi nghe chuyện của hai người thì ai cũng nghĩ như em vậy đó thật sự nếu tôi là mỹ dung thì tôi cũng sẽ hành động giống như mỹ dung đó là điều đau buồn nhất của tôi mà không ai có thể hiểu và chia sẻ được đâu nên thôi uh, xin thu minh đừng nói nữa ờ uh, uh, đồ ăn kêu ra đã ngồi hết rồi kìa thu minh ăn đi thôi mình ăn đi Má Sao con vẫn chưa ngủ vậy con Con ngủ không được má à Con à Má nghĩ kỹ rồi Buông đi con Đừng lao tâm khổ trí cực khổ quá như vậy nữa Ở đời cứ bình an Đủ ăn đủ tiêu là được rồi Hơn nữa con là con gái Cũng phải giữ gìn sức khỏe Nhan sắc để mà lấy chồng nữa chứ? Con à, con gái có lứa có thì không có gì bằng hạnh phúc gia đình đâu con. Hmm. Con chưa nghĩ tới chuyện đó đâu má. Má biết, con chưa thể quên được tấn trực, nhưng ở đời này không phải chỉ có một người yêu thương mình đâu. Rồi con sẽ gặp người khác, biết đâu người ta lại yêu thương con nhiều hơn thì sao? Không phải chuyện quan trực đâu má còn quên anh ta rồi. Bây giờ, mục đích sống của con là phải giật dậy công ty của ba. Quốc Đạt không thể phá sản được má à. Nhưng mà lực bất tòng tâm, con đừng quá cố chấp như vậy có được không? Con hiểu, nhưng mà còn đứa còn tác má à. Mà thôi khuya rồi, má về phòng ngủ đi. Không thôi quá giấc, má lại không ngủ được đó con cũng ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều nghe con con biết rồi má ngủ ngon cậu lên phòng tôi gấp nha dạ dạ anh cho gọi em ạ cậu liên hệ ngay với công ty vệ sĩ thuê cho tôi hai vệ sĩ giỏi thay nhau túc trực 24 mươi bốn trên hai túc trực gì túc trực ở đâu anh túc trực gì túc trực ở đâu cậu gọi lên đây đi tôi phân công thắc mắc làm gì dạ em đi liền bực mình. À. chào chị chào anh tôi muốn xin vào trung tâm của mình để dạy anh ngữ không biết là trung tâm của mình có nhận thêm giáo viên nữa không ạ à? anh tốt nghiệp đại học sư phạm ngoại ngữ hả à, ờ dạ không Tôi mới vừa đi du học ở Mỹ về. Khoa gì? Khoa kinh tế tài chính. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ cần giáo viên Anh ngữ, không cần chuyên viên kinh tế. Cho dù anh có giỏi ngoại ngữ, nhưng không có phương pháp sư phạm, thì cũng không dạy được. Ừ. Thiệt tình là không có cách nào nữa hả chị? Ừ, không có. Ừ. Dạ, cảm ơn chị. Công việc tôi yêu cầu là thế này Hai anh thay phiên nhau Túc trực bên tôi 24 trên 24 Lưu mỗi người một tháng là 10 triệu Hai anh có đồng ý không? Thưa giám đốc Chúng tôi sẽ cố gắng Trước mắt một người bảo vệ tôi Còn một người bám sát theo các đối tượng nghi vấn Để bắt quả tang Có ai là chủ nhân lá thư đặt danh này? Thưa giám đốc Chuyện này khó đó vì người gửi thư đến bỏ vào thùng thư Rồi đi liền Không biết là họ gửi thư cho ai hết Với lại biết bao nhiêu bưu điện lớn nhỏ Ở thành phố này Khó kiểm soát lắm ông Tất nhiên là tôi có kế hoạch của tôi rồi Nếu thấy các đối tượng nghi vấn Như tôi đã nói đi vào bưu điện Thì các anh phải gọi điện về cho tôi Tôi sẽ nhờ công an phối hợp cho bưu điện Tìm cho ra thủ phạm Dạ tôi hiểu rồi Thôi bây giờ hai anh bắt đầu làm việc đi Dạ, chào dạ, dạ xin phép Ê, à ông giám đốc này có vẻ lắm kẻ thù nên ổng sợ đó mày nhờ vậy anh em mình mới sống được chứ đúng không đây đây là cậu dượng vệ sĩ của tôi từ đây cậu ấy sẽ về ở chung với chúng ta ngay trong phòng dành cho khách má ba làm quá vậy má kệ ổng đi